no, I deny. Which means that I'm absolutely no person in myself, because, you know, there's two domineering people in my family, so... Anyway, okay, so let's get started with this conference. What I'm going to do is just introduce real quick, I'll introduce Quip, and then he'll carry on from there. My role in this workshop is just to kind of make sure things don't blow up. This is we think this might be a potentially explosive topic for some of you, but I trust that, you know, we can keep it level-headed and constructive. So with that, let me just read. In the last decade, the population of Vietnamese nationals coming to the U.S. to study on student visas, here we call them du học sinh, has increased. There's general agreement that there have been few interactions and even fewer institutional spaces for conversation between du học sinh population and other Vietnamese Americans, youths. Social and political conventions dictate the separation of silence, distrust, and ignorance between members of the Vietnamese community in the U.S. Today, Len Dung approaches you with this project to build friendships, and if not friendships, at least a common understanding between Vietnamese students and the broader Vietnamese-American community. Len Dung begins with the concession that our community's needs are changing, and that we too need to change to address the issues of the day. Therefore, this is an exciting opportunity for us, and it's stimulating, an exciting opportunity for us to stimulate the change and break with the inertia. Convention trains us to do the conventional, but we strive to, or desire to move forward. So this workshop has two goals. The first one is to give all of us, the conference attendees, broad fact-based knowledge of the U.S. The second is to take the first step in opening meaningful communication between Vietnamese American youth and the du học sinh population. So that being said, let me address just a few basic rules of the workshop, just to make sure you all have an understanding, just in case any of you smart mouths decide to get, you know, early. So, this is a constructive discussion. So, broad-based political accusations are not welcome here. So, that goes for my dad especially. As a referee of this, I am the referee of this workshop. I self-define this role, and I reserve the right to interject into any of the audience's statements. Of course, I don't expect to use this right at all, so I'm sure you're all rational, reasonable people. So the conference and this workshop in particular, the focus is not on communism, it's not on Viet Cong Cộng Sản, or corruption, or McCarthyism, or whatever you want to call it. So we're going to stay clear of these topics as much as we can. They will be, you know, touching on some of these points, but it's not the focus. Thirdly, I ask that all of you, of course, give the panelists decency and respect in all of their comments. And I hope that all of you will be fair and honest in your remarks, and I hope the panelists, you guys will be the same as well. With that, I introduce Phuc, who is a very active member of Mạng Lưới Tuổi Trẻ Len Đường. And he's one of the people who's very proud to present this workshop to you. So, thank you, Alex. When I came to this discussion, I was wondering if I should speak in Vietnamese or in English. But then I see the audience, I'm speaking English. I think that you've heard a lot about this Houston issue many times in our community. And we have such a division, even among our youth. And I think one of the division, one of the reasons why Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam thought that, hey, you know, regardless, you know, we work internationally, so we are very prone to having a lot of differences and differences, not just people living in Australia, Europe, and whatnot, but even within our own Houston population. And so this is the first of its kind to really open up this channel, this dialogue, to have an understanding so that as we change, we focus and look on what we do for our people and not necessarily for something that has really divided us. So this is the opportunity that for you guys to be honest to us, for them to be honest to you, and hopefully create this dialogue that we can venture off into other things. So with that in mind, we have
we have so grateful to have these four youths and who bravely accepted to come out here and talk to us. So. Alex mentioned that we're going to have a little overview of this presentation on the population here. I really think that I'm just going to go over that really quickly because I know you guys are interested in what they have to say. So, quick question, quick facts. Do you guys know how many UHOPs are here in the United States? Any idea? No? Okay, well, I don't know either. But I do know this. From the year 1999, there were 6,600. 2005, that number doubled. Okay. What's the reason for that? I think when we did our research on this thing, we basically came down with three major reasons. And the reason was that, face it or not, it was economic development in Vietnam. Therefore, the lives of people in Vietnam became better, and so they had the necessary means to send their kids to study abroad. The other thing was that there was this really increase international opportunity. So basically, when you have a system inside Vietnam who's competing with a lot of the systems outside, and as you know that, you know, it's a very close society, it has drawn backwards. And so the demand of a lot of these students wanting to get the new knowledge, the latest and greatest knowledge, has really pumped up this aspect of Houston going out, overflowing to various countries around the world. And I think the third reason for this major influx of Houston is that simply we had these diplomatic relationships, lots of diplomatic relationships in the past 5 or 6 years. President Clinton visit, bilateral agreement and whatnot. So it's this openness, really openness, began to open up a society that's a little open to the world. So therefore you have a lot of that outflowing of Houston. With that, there's also a lot of governmental funding that we're having around the world too. So 10 years ago, you guys may have heard that, hey, there's a lot of, you know, going to Japan and all this stuff. I think that has changed quite a bit now. So there's all these funding that's out there. So that's just, I have the presentation here that goes into further detail. So if you guys are interested in that, I'll be more than happy to send it to everyone. So with that in mind, I'm gonna go focus back onto them now and we're gonna start this discussion, okay? First of all, I'd like to just have one of them introduced, have a 2-minute introduction about themselves, their names and whatnot, so you guys understand where they come from. So we'll start with Nguyen Bo. Go ahead. Hi everybody. I'm very thankful for my being here and listening to the workshop. And may I introduce myself? My name is Nguyen Bo, and I'm from Vietnam. I'm from Cần Thơ, like very south of Vietnam, like in Tây Nam Bộ. And I was here from 2003. I was staying with an American family for like 10 months. And I went back to Vietnam, get another visa, and I came here almost like more than 2 years, almost 3 years in San Diego. And I'm studying at Grossman College right now and trying to transfer to some university. Hello everyone, my name is An, and I just graduated from Ball State University. I came to the United States 4 years ago, starting in Kentucky for a year, and then I moved to Boston. That when I get to meet a book and other NASA staff, back then it was called NASA. And starting from then I go with them to DC to the VPS conference in Santa Ana. I've been involved with a lot of VSA activity. I've been a VSA president myself at Portland State University a year. And last year I stopped working VSA because I had to focus on my degree. But now I'm done and I wasn't willing to go back and help, you know, the VSA at Portland to develop more. Tiếng Trung nói tiếng Anh không giỏi nên em thì chắc là chúng nói chuyện của tiếng Việt thôi. Có gì anh Phúc nói chuyện. Ok, thì Trung lên Pháp năm 2002
nhưng chúng tôi rất nhiều hồi đấy. Thì rất hân hạnh có trên các bạn tại đây, tại vì đây là đầu tiên chúng tôi rất mới và cũng không biết gì nhiều về cộng đồng Việt Nam tại Hải Ngoại, cũng như các bạn thanh niên sinh viên học sinh tại đây. Thì đến đây chúng tôi rất là vui khi được thấy các bạn tụ tập tại đây để cùng chia sẻ những cái trăn trở ưu tư của mình về Việt Nam, về cộng đồng tại đây. Rất là hân hạnh có trên các bạn. Cảm ơn anh Phúc rất nhiều đã giới thiệu cả bên đây. Các bạn đây là một hành động tốt và Quốc An chỉ muốn
gây dùng cái phong trào sinh viên không có ảnh hưởng cái tiến trình. Đó là cái phong trào lớn nhất của anh. Mỗi lần mà chúng ta cái câu hỏi cho mọi người đó, khi mà có cái điều gì kinh nghiệm gì mà các bạn muốn chia sẻ đó thì cái tự nhiên ha. Do I need to translate that? Okay, good. Because it's going to take too much time. Yeah, we don't have a lot of time. Do you guys? I know a lot of guys are in the BSAs out there. Do you guys have any specific questions regarding like BSA and how he did it and what he did to really try to bridge the two student aspects together? So we can take questions right now regarding this. If not, I'm going to move on to the next question. No question. Xin giới thiệu cái người của tôi. Oh. Yeah, it's typical user translation. Yeah, Tina. Sean. Oh. Yeah, go ahead. My question is, I'm from UCLA. Sean, the UCLA, UCLA, and nhiều UCLA team that's out there. BSU and UCLA, có thể tới những cái gì mà chúng ta from your perspective as a how can we approach those students without having a big model or whatnot? Well, first of all, I think that even for, it's a two-way story. So even for international students, when they come here, they're scared of the community. So they don't want to expose yourself. That's why it's hard for you guys to come and approach us. But at the same time, like I said before, that you guys usually hang out as a group that you used to each other before. And we are newcomers. So it's hard to come in the first circle. But I think what would be appropriate for you guys, you know, if you want to outreach to international students, you just make the information available online or somewhere they can reach to what they know, or you can contact the international office at your school. That way they have the resource to come in. So, and make sure that when you have some activity, you include that what's going to be discussed about, like your meeting agenda, so that they know they're not going to be attacked at any time. Does that answer the question? Yeah. Okay, one last question, and we'll move on to the next one. Chắc tôi muốn hỏi là về những cái câu trả lời vừa rồi thì tôi cũng hiểu là các bạn du sinh qua bên này có lẽ là sợ cộng đồng ở bên này hay là sợ những người đã đi trước và có một thái độ chính trị hơi cứng rắn với nhà cầm quyền đang ở Việt Nam. Thế thì cái nhìn của các bạn đối với những người ở bên này khi mà họ đứng ra biểu tình về những hành vi không đối xử không được tài khoản của nhà cầm quyền ở Việt Nam thì các bạn nghĩ như thế nào? Những người này là quá khích hay là không quá khích, hay là các bạn cảm thấy là yên tâm hay sao? Thì chú cũng như bên này có những cái định kiến nhất định về học sinh hay là những người trong Việt Nam, thì ở trong Việt Nam thì đã lớn lên thì được ba mẹ dạy dỗ bao giờ trước khi đi, thì ngay cả mẹ cháu cũng có nói là con bên kia có điều duy nhất là sinh con được bao giờ đi trước hoặc là chính đề mẹ con sợ là con sẽ bị ảnh hưởng cái gì đó, nhất là khi con còn nhỏ con chỉ có một cái sự hiểu biết rõ ràng còn chính đề. Nhưng mà khi qua đây thì khi lớn lên con cũng có những suy nghĩ, những cái nhận thức riêng của mình, thì con thấy là những hoạt động bên này, những cuộc biểu tình tuy là mang thế để chống lại những gì ở trong nước, nhưng mà con nghĩ đó là những cái hoạt động đúng đắn rồi đó. Đó là những hoạt động mang tính chất nhân quyền, là cải thiện đời sống của Việt Nam, như người Việt Nam tiếp cận, ví dụ như human trafficking, như là chống tệ nạn của quái người sang Đài Loan, như là bên con lúc hoàn toàn đồng ý. Hoặc là khi con qua đây thì con mới thấy là đúng đấy, tự do chính trị, tự do báo chí Việt Nam, điều đó là nó không được cởi mở như môi trường bên này. Thì con thấy là những cái đó là những cái đúng đắn mà để tham gia. Nhưng mà phần con, đối với riêng con, một trong những lý do mà con không tham gia thì thứ nhất đó con đã cảm thấy đó nhưng mà là cái mạnh của mình, còn cái mạnh của con là một điều khác, là cái học tập sinh viên, thì con cảm thấy thoải mái hơn đấy, con học tập sinh viên. I think it's very simple, just ignore the politics stuff, you know, like the way I joined via BSA is very simple because friends just come up to me and talk, hey, what's your name, just like the way you make friends normally, just don't ignore, oh, where you from, or say, oh, yeah, you from, where you from, say, oh, from Vietnam, say, hey, that's cool, let's hang out sometimes, and just be their tourist guide, show them around, you know, because we just
is coming, we are so, this is a new world to us. And if you are our friends and help us, show us around, and we'll be, you know, very grateful to you. And we could be friends, you know, and the friendship just start to build on that. Và để cho có cơ hội cho Trung và chị Lan để đóng góp với cái câu hỏi kế tiếp thì Quốc sẽ đặt về cái vấn đề chính trị. Bởi vì chương trình là trước tiên đã vô cái đề tài rồi. So I'm going to speak in English, just take the system translate. Actually, cái câu hỏi này cũng muốn đặt với Trung và chị Lan là cái vấn đề mà chắc lẽ là cái ngang cách và cái mà hơi tear us apart, là sẽ hai cái cộng đồng ở đây đó là cái vấn đề về lá cờ. Ở ngoài đây thì chính là ở ngoài đây là lá cờ cộng hòa, lá cờ vàng, lá cờ đỏ là tượng trưng cho cái tự do và cho cái cộng đồng ở ngoài đây. Mà ngược lại đó, lúc mà các người du sinh họ ở trong nước, sống trong nước thì chưa bây giờ có những cái exposure gì cả. Như vậy thì cho quốc nghĩ là ngoài tất cả mọi người chúng ta muốn làm thế nào, mình muốn tự hào mình là người Việt Nam. Nhưng mà cái lá cờ là một cái vấn đề mà nó ngang cách và nó không cho mình ngồi xuống chung với nhau được. Thì theo cái suy nghĩ của Trung hoặc là chị Lan và các bạn du sinh ở đây, có còn cái cách nào khác để mình có thể tượng trưng cái tự hào của mình cho cả cái dân tộc của mình, cho cả người trẻ của mình nói chung, mà không có bởi vì cái lá cờ mà mình chia rẽ với nhau? Có cái cách nào khác hoặc là có cái phương cách nào không mà mình có thể nâng lên cái tinh thần dân tộc của mình? Câu hỏi của anh Quốc rất là hay, cảm ơn anh Quốc nhiều. Thì tôi cũng muốn trả lời câu hỏi này. Thì các bạn cũng biết là Việt Nam ta là 4.000 năm lịch sử, và từ trước đến giờ là có rất nhiều lá cờ được trưng trên Việt Nam qua các triều đại khác nhau. Thì đến lịch sử cận đại của Việt Nam và hiện đại của Việt Nam thì lúc đó mới phân chia là hai lá cờ, là cờ đỏ sao vàng và lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì cả hai lá cờ nói chung nó đều biểu trưng cho một cái gì đó trong lòng mỗi người. Mà chúng rất bây giờ lá cờ vàng nó là biểu tượng cho người Việt Nam tại hải ngoại, và cũng là một cái gì đó biểu tượng cho tự do dân chủ của cộng đồng người Việt Nam. Theo chúng thấy thì bây giờ cái vấn đề của bạn sinh viên trong nước Nga là gì? Các bạn sinh sau năm 75 hoàn toàn không biết gì về lá cờ vàng ở trong nước. Các bạn tuyên truyền là lá cờ vàng là người phản động bên ngoài và lôi kéo như chủ. Thế như vậy thì chúng ta đem lá cờ vàng ra để nói chuyện với các bạn học sinh đó rất khó để các bạn nghe chúng ta. Trừ khi mà những tin chung cũng đọc rất là thích về chính trị và tìm hiểu rất nhiều về chính trị thì mới hiểu được vấn đề đó. Thì chúng tính rằng cái lá cờ trong tương lai của Nam sẽ là lá cờ chuẩn cho mọi người, và sẽ là do quốc hội đa đảng đối với thành phần trong xã hội lập ra. Như thế chúng ta sẽ có một lá cờ chung trong đất nước Việt Nam tự do dân chủ. Như vậy thì chúng thấy là hiện tại vấn đề lá cờ vàng hay cờ đỏ không nên đặt ra bây giờ để làm gì cả. Chúng ta có thể biểu trưng cho một nước Việt Nam hình chữ S, có thể đem các bản đồ Việt Nam ra in các bản đồ Việt Nam ra trên hình lá cờ này. Còn hiện tại chúng thấy là không nên đem lá cờ vàng ra làm gì. Thì mục đích chúng ta bây giờ là phải đọc được một quốc hội đa đảng, và quốc hội đó sẽ làm ra, sẽ chọn ra cái lá cờ cho Việt Nam, sẽ chọn ra quốc ca cho Việt Nam. Thì chúng tôi như vậy sẽ hay hơn rất nhiều, vì khi đó cái lá cờ chính là lý dân của 83 triệu dân Việt Nam ở trong nước. Do đó thì chúng hy vọng đã trả lời câu hỏi của anh Quốc. Biểu tượng, tâm chất biểu trưng thì đó là niềm tự hào của mỗi người.
và em nghĩ rằng chúng ta nên ở mỗi bên chúng ta nên tôn trọng khi mà trước khi sự việc gãy chúng ta nên tôn trọng cái lá cờ cũng như chúng em bây giờ hôm nay chúng rất là tôn trọng lá vàng cái cờ vàng qua sông Hồng. Respect this flag, but to me the flag doesn't make any difference. Why? Because we are all Vietnamese. I don't care even if you are here or you are there. The only thing I know, if you are Vietnamese, then you are my people, and I respect you all. It doesn't matter you live here or you live over there. You have this flag, you have other flag, but the thing the most matter to me is you are Vietnamese, and we have the same culture, and we stick together through thick and thin, and just that. Có một điều là của anh xin bổ sung là thì ở trong cái đoạn cái này thì của anh ở đây ở Mỹ lâu nhất thì trong thời gian sống ở đây đúng là tuy cái màu cờ được tiếng nói khác biệt chúng ta là người Việt Nam cả nhưng mà có một sự thật không thể phủ nhận là mỗi bất cứ một bữa lễ nào cũng vậy chúng ta đều bắt đầu tố ca và cái thánh chào quốc kỳ thì đó là một cái tích rất là quan trọng ngay cả khi mà thời gian của anh ở Việt Nam như vậy hàng tuần bắt đầu tuần thế này là chúng ta nhớ là đều có dầu cờ thì những cái lúc như vậy mặc dù là giờ sự đỏ lúc đó thì sự thật là của em đó là lớn cờ đó quan cảm thấy rất là tự hào khi mình chọn cờ cái lá cờ đó đại diện cho những gì mình tin đó là đồng bào mình con người mình lớn lên với nhưng mà qua đây thì mặc dù như các bạn đã nói là qua rất tôn trọng cái lá cờ mà là kiều bào Việt Nam bên này sử dụng nhưng mà đồng thời qua cảm thấy rất là thiếu gì đó từ mỗi khi mà bắt đầu buổi lễ qua cũng muốn được tham gia nghi lễ chọn cờ nhưng mà nếu mà chào vàng ba sông đỏ thì tuy là không có gì cũng như chứng kiến một bạn nào đã từng đến từ một gia đã chào cờ nhưng một bạn không cảm thấy đó không có cờ của mình mặc dù biết đó là cờ của một thành phần của một bộ phận người Việt Nam chúng ta cùng là người Việt Nam cả thì chính vì lý do đó tuy của anh không có câu trả lời là cách nào để giải quyết về chuyện của chúng ta có hai lá cờ với nhau có hai lá cờ cùng đại diện người Việt Nam nhưng mà qua cũng đồng ý trong là có thể chúng ta phải chờ tương lai khi nào chúng ta cùng chế độ đại đảng ở Việt Nam thì một lá cờ sẽ thống nhất được cả 83 triệu người Việt Nam và một phần người Việt Nam lớn ở hải ngoại thì chúng ta có thể bằng được cái đó. I'd like to open this particular session out to anybody who has any question regarding any political aspect. Political views, anything like that. So you guys, if not, I'm going to move on to the next question. Yes. Go ahead. Chúng tôi xin có một câu hỏi như cả là đối với các anh du học sinh ấy, thì khi mà tham gia vào những sinh hoạt sinh viên cũng như là những sinh hoạt tại đây, không biết là đối với các gia đình và khi tương lai khi các anh có được khi mà trở về hoặc là khi về thì có những cái khó khăn nào mà các anh dùng từ trước hay không? Dạ, cảm ơn. Cũng chỉ xảy ra là cái ngày mà của anh được bầu làm đại diện nhiệm cho vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và tên của anh được lên trang web của NASA thì vài ngày sau tới đó thì tới đó cũng trên đổi tiếng nhưng mà vài ngày sau thì mạng của anh ở Việt Nam cũng có như thế nào đó bà cũng có đọc và cũng có biết mà anh tham gia nghĩa là những ngày sẽ có từng một tuần hay sau đó là khổ về tại vì mẹ cũng đã thắc mắc là tại sao con có thể mà nó có thiếu với mẹ cái gì đó mẹ đã dạy con thì chỉ thiếu một yêu cầu con đi công ty thì nhưng mà đối với cô Hoàng như con cũng đã chia sẻ từ đầu là cô Hoàng cảm thấy thế mạnh của mình là trong hoạt động sinh viên và chỉ đơn thuần là những cái bạn đến là gần nhau và cái đó nếu mà các bạn có một cái sự muốn phát triển một nào đó thì ta sẽ nhập cùng có thể đến đó nhưng mà cái cô Hoàng cũng làm tập hợp cho mọi người lại với nhau vì chính vì như vậy khi mình tin quan là như vậy cũng như mình làm chỉ đơn thuần như vậy không hề ảnh hưởng tới một cái chế độ nào nhất là khi cái hiểu biết của anh rất là nông kém thì có ai không nghĩ là đó là gì có thể phụ thành của em và nếu sau này chẳng may ví dụ như em vào Việt Nam trở lại mà có bị ảnh hưởng thì có ai cũng thấy không thấy được cái gì đó thì coi như cũng vậy khi mình còn trẻ thì có ước mơ hoài bão lớn lên thì cái công việc gia đình cuộc sống làm mất đi nhưng mà nếu mà khi trẻ không có thì đó là chắc chắn mình sẽ tiếp.
liên quan đến cái vấn đề với gia đình. I think that đây là một cái problem, một cái vấn đề không phải là chỉ cho những người bạn du sinh không, mà cả riêng những người bạn ở ngoài đây nữa. Cái đó là vấn đề của mình sinh hoạt trong chính trị. Thì mình có thể là ở bên trong cái hoàn cảnh Việt Nam thì mình có thể là đưa những cái chuyện rất là không tốt lắm cho gia đình của mình và thân của mình và mình kia. Đó là cơ hội đầu tiên muốn hiểu biết được là ở trong lúc mà sinh hoạt kiểu này đó, thì có bây giờ mình nghĩ về vấn đề là mình giải quyết bằng cách nào đối với gia đình không. Đó là cơ hội thứ nhất. Bởi vì những người bạn ở ngoài đây lúc mà họ sinh hoạt trong chính trị ngoài đây đó, thì cũng khó cái đó nhẹ nhàng hơn. Thì đối với các bạn du sinh rất là can đảm đứng mạnh mà nói ra những vấn đề mà ngược lại với chế độ cộng sản đó, thì là làm cách của mẹ hoặc là những người thân của mình để vượt qua những cái khó khăn đó. Và các bạn nào cũng trả lời thì được. Thì chúng trả lời của họ Hàn Quốc. Đối với trường hợp của chúng thì công an đấy làm dữ lắm. Thì một tuần chúng ta cũng là hầu như ngày cũng đến. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là chung là người trên 18 tuổi và chung hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế về những gì chung làm. Và chung tin tưởng rằng những gì chung làm hoàn toàn phù hợp với hiến pháp và có lợi của Việt Nam. Do đó chung không sợ gì ở đây cả. Vấn đề là ba mẹ ở nhà thì cũng phải động viên ba mẹ nói chuyện sao cho ba mẹ hiểu. Và các vấn đề con đang làm thì chung chỉ nói với ba mẹ đơn giản thôi là con làm và con chịu trách nhiệm. Ba mẹ không liên quan gì đây cả, thì ba mẹ nhà chỉ trả lời công an như vậy thôi. Thật sự ba mẹ không biết gì về những hoạt động làm này. Đó, thì bây giờ thì công an cũng đỡ nhiều rồi, thì cũng quen rồi. Sau thời gian cũng quen thôi, công an thất nhạc cũng nhớ lắm. Và chúng muốn nói với các bạn đây, cũng như là các bạn du sinh khác, thì chúng ta không phải ai cũng có máu là chính trị hay là chính vô đảng phá hay là nhưng mà là người công dân của Việt Nam, chúng ta nên có thái độ chính trị. Có thể chúng ta không đứng trong đảng phái nào, không đứng trong một tổ chức nào cả, nhưng chúng ta nên có một thái độ chính trị và hiểu cái nguồn gốc, cái tại sao xã hội Việt Nam như vậy, và chúng ta nên có thái độ chính trị rõ ràng để cho nhà cầm quyền Việt Nam biết được cái điều đó, thì chúng rất là nên để cho biết rằng chúng cũng đơn độc. Đó các bạn. Một cái thể chế dân chủ ở Việt Nam thì khi đó mới cuộc
hội lúc đó ở Việt Nam sẽ định ra số phận là một kỳ cũng như bạn của em, thì đó chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Với cá nhân của người Việt Nam, tiếng Mỹ từ năm 75 cho đến giờ này, tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, giờ phút này, mình vẫn cần phải có lá cờ này để tôi chọn lá cờ kia. Đó là cương quyết không thể nào bảo là không. Chuyện nhất, chuyện thứ hai, trở lại vấn đề nhìn của bạn thì ở San Diego đó. Đó là chúng ta nhìn con người với người Việt Nam rất quý. Tôi mong muốn mọi người nhìn mọi người với nhau bằng tinh thần của mọi người Việt Nam. Nhưng người Cộng sản họ không nhìn như vậy. Họ nhìn người Việt Nam chúng tôi là kẻ thù địch, trong khi chúng tôi nhìn họ là một người Việt Nam. Thì cái đó mình đã thấy rõ ràng hai cái vế nó khác nhau rồi. Thì thực ra đừng dễ bị sai lầm và nhìn vào cái vấn đề một cách sai lầm nhìn sẽ bị chuyển. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Cảm ơn chú. Như là các bạn Joseph xin có mấy chào tất cả các bạn. Thì nãy giờ mình nói nhiều về những cái quan hệ của giữa các bạn và xã hội. Vậy giữa các bạn với lại chính cái nơi mà các bạn sống và là sau này nữa, các bạn có ước mơ gì cho chính các bạn ấy, như là chúng ta hỏi là trong một năm tới, năm năm tới, mười năm tới, chính các bạn sẽ cảm thấy mình với lại thấy mình lúc đó là cái gì? Trước khi các bạn trả lời câu hỏi đó, thì đó là một câu hỏi mà cũng sẽ hỏi các bạn. Nếu như thì sau đó mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó ha. Anh Sơn, tên là Sơn, tính hỏi như vậy là vì muốn biết cái gia đình gia thế của các bạn ở Việt Nam thế nào. Thì nghe các bạn trả lời nói với mẹ nói của gia đình, mình chưa nghe hai cô trả lời. Tại vì gia thế cái ví dụ mình từ đó là con cháu cha mình đi hay là gia đình mình kinh doanh mình đi, thì muốn biết thêm gia thế của mỗi người thế nào và cả ảnh hưởng như thế nào. Thì em sống ở ngoài năm 2002 và được sự động viên của gia đình là bố mẹ em muốn em học tập, có cơ hội học tập ở nước ngoài để có những kiến thức, những kinh nghiệm sống mà bố mẹ đánh giá là có thể sẽ tốt hơn cho em. Và ra nước ngoài thì mới đầu thì là bố mẹ em về Berlin và sau đó thì ở nước ngoài thì em có làm thêm và mùa hè làm thêm một chút trong năm học. Đó là trường hợp của em. Thì nói chuyện với gia đình về vấn đề là đi học chính trị thì đáp ứng bố mẹ. Trang Quốc An, hồi đầu em đi thì mẹ nói là con làm gì cũng được nhưng mà tuyệt đối nó không có nói chuyện chính trị người ta, thế nên là nói là tránh tránh thôi. Nhưng mà bây giờ thì thực ra thì em đã xa gia đình 4-5 năm trời rồi và cũng đã đủ có một cái sự độc lập nhất định của mình, độc lập trong suy nghĩ của mình. Cho nên là khi mà em bố mẹ cũng đã quen dần với cái việc mà em tự quyết định con đường đi của mình, tự quyết định với những cái gì mình muốn làm. Cho nên là khi mà em có tham gia vào chính trị, em chỉ giải thích bố mẹ là đấy là cái điều mà con muốn làm và đó là sự lựa chọn của con. Và con trên 18 tuổi rồi và con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái việc làm của mình. Thì đó là những gì đã nói bố mẹ. My parents, I think they're cool because they support me in whatever I do, as long as I don't do the wrong stuff. If I think that is the right thing for me to do, then kind of I think this is the right thing for me to do. And they say, oh, if you think so, it is right for you to do, then you support me. Then there's no. And talking about Yathe, my dad is a professional. He's teaching at mechanical engineering at and my mom is a housewife, so basically she just stays home and looks after my little brother. Hình như có một người bạn đặt câu hỏi. Sau đó tôi đặt. Vâng, go ahead. I just want to see like that I know of in Vietnam when since you start going to school, they're going to start to try to brainwash you like every single day with the, you know, the communist idea. And you grew up there for like, 20-something years, and just for, because coming over here, what have happened that changed your mind about all that things you have learned for that 20 years that you don't know about anything that happened
you think, all you think about is like communism is good, communism is, you know, unite people and all about people, and that's all you know. And I've been expecting that question for a long, long time. So first of all, I realized that this is, I don't have so many chances to talk to you guys about this openly, so I just want to go back to previous question real fast and go back to your question. Thiếu là, như nói là, con biết là cộng người Cộng sản Việt Nam có thể là cái cách nhìn của mình bên này, đối với người Cộng sản Việt Nam thì có lẽ là người Việt Nam, nhưng mà có thể cách nhìn Cộng sản Việt Nam ngược lại là không phải như vậy. Con đồng ý với chú, nhất là Xuyên có tập hợp mở mang đầu óc thì không biết cái đó là chính xác. Nhưng mà con có thể nói là cây mà nó đã ra một cái nên là mình có thể trong giờ một lớp ăn mới hơn. Cái đó là cái điều của chú, con thể nói với chú. Về cái vấn đề mà nãy mà Hàn Quốc có hỏi em là trả về gia đình như thế nào, thì chú chưa bao giờ vậy. Thì cô ấy nghĩ là những điều mình làm không phải là những cái to tát cũng như gì là hy sinh lớn lắm. Nhưng mà cho nên có thể là so sánh những cái ảnh hưởng ngày xưa, nhưng mà bao giờ cũng vậy, nếu mình tin tưởng cái gì đó ngày xưa các bạn cũng vậy, nếu họ làm mà họ sợ gia đình họ bị ảnh hưởng đó thì không thể là họ bước ra được. Biết ngay nói như vậy có thể bất hiếu, có thể là không nghĩ gia đình. Ở một thực tế rõ ràng là những gì muốn ăn làm rõ ràng là không có đồng chạm gì nhiều những cái chế độ, tại vì cứ hiểu biết hơn cho nên chính trị còn rất là yếu. Về chính vì vậy mà cũng anh có lo nhiều về mặt gia đình, cho nên cũng không sao. Và câu hỏi của bạn là 20 năm bị đại não, brainwash đại não, thật ra cái điều đó các bạn nghĩ là không có đúng. Tại vì tuy là học năm điều ba bộ dạy suốt mười mấy năm cho đến khi mà học lớp 12 rồi vào đại học, nhưng mà thật ra cái đó phải là một thằng chương trình từ năm lớp 1 tới năm lớp 7, ta nói anh còn nhớ thì những dạy học là giáo dục công dân. Ở đó là cũng như một bất kỳ một cái chế độ là cái mà cũng dạy là mình sao đối xử với ông bà cha mẹ bạn bè xung quanh, và họ không có nhìn vào chế độ. Nhưng mà khi mà Quốc An học tới lớp 12 vào đại học năm đầu tiên đại học khoa Việt Nam, thì họ có tất cả học sinh đều phải đi học đại học quốc phòng, giáo dục quốc phòng. Thì tới lúc đó là Quốc An có học về triết học, về những gì liên quan tới chính trị bạn đã nói. Thì chính vì vậy em không nghĩ là cái ảnh hưởng có tác động mạnh tới em trong suốt 20 năm. Tức là thật ra em nghĩ mình may mắn lớn ở một thành phố rất là lớn, và quá trình em học thì em học những cái trường rất là lớn, có điều kiện tiếp xúc rất nhiều, thế giới bên ngoài nhiều. Cho nên đối với anh, khi qua bên đây đó không phải là một sự thay đổi mà mang tính cách là từ trắng sang đen hoặc từ ngược lại từ đen sang trắng. Còn nếu mà nói về một cái sự kiện đó ảnh hưởng tới lối suy nghĩ của anh thì em có thể không nghĩ ra được một sự kiện nào thực sự nổi bật. Chỉ có thể nói là qua quá trình tham gia với các bạn, các sinh viên, các bạn học sinh viên bên này, thì ngày một, ngày hai cái tác động nó dần dần nó thay đổi những cách nhìn của mình về Việt Nam. Tuy em không có muốn một cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam vào thời điểm này, nhưng mà em thấy rõ ràng có cần một sự thay đổi rất lớn ở đất nước. Unfortunately, it's heating up now. You can see. I like it, but unfortunately, time doesn't allow us to do that. So we have about 5 minutes or 10 minutes? 10 minutes? 10 minutes. I'm going to take just two more questions, and then I'm going to close this because I want to ask the last question to them so that they can have the last response, okay? So, go ahead. Như tôi biết là các bạn thí sinh qua đây gặp khi mà đối diện lại tất cả những bạn sinh viên Việt Nam lớn lên ở này, chúng ta có những sự khác biệt. Cũng như những câu hỏi này mà các bạn đã đặt hỏi ra có những nhiều cái quan điểm khác nhau. Thì đó là một trong những cái trở lực các bạn cần phải là phải vượt qua được những cái sự nghi kỵ lẫn nhau và có thể làm bạn với những người Việt Nam lớn lên ở Mỹ cũng như những nước khác. Thế nhưng trong cái cộng đồng du sinh của những người cùng trong nước cũng qua đại học với các bạn, tôi nghĩ đó là cái support system, là cái hệ thống mà giúp đỡ các bạn khi mà gia nhập vào những cái xã hội mới. Thì tôi muốn đặt câu hỏi đó là ngoài cái sự khác biệt với những người bạn đồng lứa của mình học ở bên đây, qua cái quá trình lớn lên và học tập ở những nước ngoại quốc, thì cái sự nhận thức của mỗi người nó cũng khác nhau. Mình không biết là các bạn sẽ nói thêm về cái vấn đề là mình có thể gặp những cái suy nghĩ khác nhau, cái sự phân hóa ngay trong những người cùng học chung của mình cùng trong nước qua đây, và cái sự suy nghĩ khác nhau ở lâu ngày nó gây ra những cái gì mà có nó ảnh hưởng cái gì trong cái sự nó sẽ phát triển thêm một sự suy nghĩ cái nhìn của các bạn. Thì
như rất là nhiều sinh viên, rất là nhiều học sinh hiện tại là đi du học, thì kết thúc học khi kết thúc cấp 3 là họ đi du học, và khi họ đi từ 18 tuổi như vậy thì cái sự thay đổi trong sinh viên của họ nó dễ thực hiện hơn. Em đều thấy là hầu hết những cái bạn mà đi từ 18 tuổi như các bạn nhìn nhận nhìn thấy vấn đề các bạn dễ thay đổi cái suy nghĩ của mình hơn để hòa nhập với cái môi trường mới hơn. Còn rất nhiều có một số người em không tiếp xúc với là tất cả các học sinh, nhưng mà qua một số trường hợp em biết thì thường khi mà nhiều sinh viên sang để học cao hơn đó, làm tiến sĩ hoặc là học master đó, thì suy nghĩ của họ cũng có thay đổi hơn, và nhiều khi có những vấn đề họ hiểu nhưng mà nó dây móc dưới những quyền lợi của họ, cho nên là họ không hành động. Và một thằng cái sự duy trì chế độ trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ, nên là họ cũng lại bị chế độ trong nước đó là thêm. Nhưng mà em đi ra cái phần rất nhỏ cho anh em biết, phần nhỏ anh em biết. Còn thì đa số các bạn sinh viên, ít nhất là trong bạn bè của em thì hầu hết mọi người đều hiểu, nhưng cái chính những cái sự khác nhau giữa những người hiểu đó là họ có vượt qua cái sự sợ hãi của mình và cái sự hiểu của họ có đủ để biến thành hành động hay không, thì đó là sự khác nhau. Em nghĩ là cũng giống như Tiến Trung, chúng ta Tiến Trung nói với em, thì khi mà chúng ta có những người tiên phong thì các bạn giải tan cái sự sợ hãi của mình thì khi đó sẽ có rất nhiều học sinh cùng đứng lên và cùng hành động. Câu hỏi chót là mình, và sau đó cũng sẽ kết thúc lại câu hỏi các bạn. Cũng như hồi nãy giờ có nhiều câu hỏi về tại sao các bạn tham gia nghề, gia đình làm thế nào, mình phản ứng như thế nào, trường học thì nói chung là công an tới nhà thì chưa. Thì theo các bạn nghĩ sao là người Việt Nam á, tới một gia đình Việt Nam, gia đình nào cũng vậy, nói là nếu đã không có người nào thì chịu rồi, là họ không muốn gì. Thì cái ước mơ mà đã chưa nói là Việt Nam có một quốc hội đa đảng, nhưng mà theo các bạn thì những cái thay đổi sẽ từ đâu tới, là người Việt Nam thì đúng không, không có người nào mà không chuẩn bị là họ sẽ không bao giờ dám bước chân vào đó. Theo các bạn là những thay đổi để mà tiến tới cái quốc hội đa đảng sẽ được không? Thì chúng cũng nói cho bạn biết là Việt Nam hiện tại không phải chỗ mà mình đảng cộng sản, mà có cả thứ hai với cả dân chủ do cụ Hoàng Chí Minh tổng thư ký. Thì với chính đảng cộng sản thứ hai này, và chung quan sát thì không thấy đảng cộng sản dám làm cái gì cả, không ra văn thư tuyên bố là đảng dân chủ của cụ Hoàng Chí Minh là đi đảng pháp vào gì cả. Thì chung nghĩ rằng hiện tại cái lực lượng trong nước là quyết định, là cái lực lượng hải ngoại sẽ là lực lượng hỗ trợ rất nhiều cho người trong nước để tiến hành cho hoạt động. Vì khi có một chính đảng đối lập của Việt Nam, đảng cộng sản nó im lặng như vậy, thì chúng ta biết rằng cái nước đó lúc thay đổi đấy. Và cũng nói cho bạn biết rằng Việt Nam giữ 1.000 năm đô hộ sập tàu, bao nhiêu cuộc khởi nghĩa đã xảy ra thất bại, nhưng cuối cùng dân tộc Việt Nam đã được giải thoát khỏi ách đô hộ sập tàu. Chúng ta mới ở dưới 60 năm trước của độc đảng, thì chúng không có lý do gì mà chúng mất hy vọng vào cái việc mà thành Việt Nam thay đổi. 1.000 năm không cha ta đã làm được, chúng ta mới có 60 năm chúng ta đã nản chí, không xứng đáng là con cháu của Trần Quang được không? Bởi vì cái thời gian mình không cho phép mình có thêm những cái đề tài khác và những câu hỏi khác, thì Phước xin có một cái lời kết thúc. Trước hết cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là thật tình với các những bạn ở đây. Phước nghĩ ở đây là một cơ hội đầu tiên, những bước đầu tiên mà chúng ta đã ngồi với nhau để chia sẻ được cái ưu tư của mình và ước mơ của mình. Do đó tôi muốn đặt một câu hỏi cho mọi người là trong vòng 5 năm tới đây, đây là câu hỏi của Joseph. Trong vòng 5 năm tới đây, trong cái phòng này có 3 câu hỏi. Các bạn muốn gì cho chính bản thân mình, cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung và cho đất nước của mình? Các bạn nào muốn bắt đầu trả lời? Thôi, Quyên đi. 5 years for myself, I would like to study, finish my degree. For the young people in the
the same generation as me in my country, I just would like them to open their eyes more to the world and know that there's a lot out there to know, to learn. It's not just what they've been told to do or what's just on the newspaper and television. That's not enough. They just need to open their network to the world and see what really actually happening around them. And for the country, I don't know, it's a big question. So in 5 years, I don't know. I hope the country just gets better, you know, like fewer poor people, and there are less homeless people, just like people more happy, more wealthier, and we just like, we more unite. We don't against each other like this. Just more peace. Thưa các bạn, với con em thì cũng không có đi làm, thì cũng hy vọng là có thể tăng trưởng trong nghề nghiệp cũng như là trong cái rồi career của mình sau này, thì đó là quay lại tối nay cũng muốn cuốn chung với các bạn đi làm. Và đối với thanh niên Việt Nam thì con em biết là có rất nhiều người bạn ở tất cả các nước, là đó phong trào sinh viên ở Singapore, ở Nhật và cũng như ở Pháp, thì cũng phong trào sinh viên của các bạn rất là mạnh, ở Nga các bạn cũng rất là mạnh, và cũng hy vọng là một khi những cái phong trào sinh viên Việt Nam trên khắp thế giới như vậy, các bạn có thể ngồi lại với nhau một ngày đó, thì cái đó sẽ là một cái sự thay đổi rất lớn và có thể thay đổi tác động, và cái sự thay đổi đó ảnh hưởng tới Việt Nam sẽ là rất nhanh. Cho nên không hy vọng là năm năm tới, mà hy vọng là trong vòng có thể một tháng tới, một năm tới, một thời gian rất ngắn thay đổi, có thể đưa Việt Nam mình thay đổi từng ngày, không còn cái nghèo, không còn cái khổ, và mọi người có thể trong nước và ngoài nước có một sự đoàn kết với nhau. Thì cũng như cũng thêm một cái nữa là như ba của em đặt tên cho em là quốc em cho cái chỗ là tôn thân đại gia thì quốc mình thì ngạo là em cũng em hy vọng mình trong vòng năm năm 10 năm tới sẽ là một phần trong cái vật trị quốc bình thiên hạ đó. Rồi đến chung thì trong vòng 2 năm tới thì sau khi tốt nghiệp kỹ sư máy tính ở Pháp, chúng hy vọng là sẽ học được về ngành quản trị ở Mỹ. Chúng tin rằng với ngành quản trị chúng sẽ giúp ích được nhiều cho Việt Nam hơn. Chúng tin là những người mà dám nói, dám làm và dám đứng lên là lãnh đạo, biết đâu cũng sẽ tranh cử với ông nước mạnh. Thì chúng mong rằng các bạn ấy, nhất đặc biệt các bạn sinh viên du học và các bạn trong nước sẽ hiểu ra và sẽ dũng cảm đứng lên để mà đòi hỏi những cái quyền lợi căn bản của con người, quyền được nói những gì mình suy nghĩ, đó rất quan trọng, và cũng như là quyền được bầu cử, quyền được ứng cử, những quyền căn bản của con người trong một xã hội bình thường. Và đối với nước Việt Nam thì chúng mong rằng trong vòng 1-2 năm nữa thôi, chung với tất cả các bạn ngồi đây sẽ nói chuyện với nhau ở Việt Nam, một Việt Nam dân chủ. Còn về Hồng Lan thì trong năm năm nữa thì năm năm một khoảng thời gian rất là dài, nhưng có cái điều Hồng Lan chắc chắn, Hồng Lan sẽ là cái gì trong năm năm đó, thì Hồng Lan sẽ vẫn là người tốt, và Hồng Lan vốn sẽ là một công dân có ích cho Việt Nam và cho dân tộc của mình, đấy là cái chắc chắn. Còn gần hơn thì năm sau Hồng Lan sẽ tiếp tục học luật. Hồng Lan sẽ tiếp tục học luật và Hồng Lan nghĩ rằng sẽ đi sâu hơn vào ngành luật công, tại vì tất nhiên mình luật pháp sau này sẽ rất là cần. Hồng Lan nghĩ một mình Hồng Lan thì không sẽ không thể làm gì nhiều, nhưng Hồng Lan cũng hy vọng là sẽ đóng góp được cái phần nhỏ bé của mình để xây dựng những gì đất nước mình sẽ cần, đang cần và sẽ cần. Unfortunately, that's all the time we have. Any questions or anything?